Thời trẻ thì mấy vị tướng Việt Nam Cộng Hòa so nhau tài năng, chức vụ, quân hàm. Nhưng khi có tuổi rồi thì niềm tự hào của họ chính là việc con gái thành danh thành tài. Cha là tướng tá oai hùng thì con cái của tướng cũng không thể là một người bình thường được. Con nhà Tông không giống lông cũng giống cánh hay câu hồ phụ áp sinh hổ tử. Sau đây, hãy cùng theo chân kênh Tin Nhanh Lịch Sử tìm ra tên các vị tướng có gia đình mỹ mãn, con cái thành ông này bà nọ khiến những người tướng ngồi ở nhà cũng thấy tự hào. 1. Dương Văn Minh. Dương Văn Minh sinh năm 1916 tại Mỹ Tho, mất năm 2001. Từ nhỏ ông sống trong một gia đình trung nông tại Mỹ Tho, miền Tây Nam phần Việt Nam. Ông Minh dấn thân làm lính là đầu những năm 1940. Cơ duyên của ông đến khi được chọn trong số 50 người sĩ quan được thăng cấp trong quân đội Pháp. Tới khi Pháp rút khỏi Việt Nam thì ông Minh mới chuyển sang quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Bắt đầu từ đó sự nghiệp của ông lên như diều gặp gió. Sự kiện để đời của ông gắn liền với cuộc đảo chính Ngô Đình Diệm mà chính ông nắm vai trò chủ chốt. Khi chế độ độc tài của nhà họ Ngô kết thúc, tưởng đâu ông sẽ có cơ hội làm nên nghiệp lớn nhưng trái lại không. Mặc dù là người đứng thứ hai trong cuộc lật đổ chính quyền nhưng Nguyễn Khánh lại nắm quyền cai trị miền Nam, hất ông ra khiến Dương Văn Minh nằm ở thế hạ phong trong thời gian ngắn. Thời gian sau khi đám trẻ loại Nguyễn Khánh quá lộng quyền, ông ra tranh chức vụ tổng thống, đương đầu diệt riêng Nguyễn Dương Văn Minh, người được Mỹ hết lòng ủng hộ. Tuy nhiên, sau đó ông chiến đấu và tuyên bố cuộc tranh giống trò múa rối đã được viết kịch bản mà kịch bản này ai cũng đoán được. Lại tiếp tới sau này, ông Thiệu từ chức vào tháng 4 năm 75, Trần Văn Hương lên thay nhưng chính quyền quân đội giải phóng luôn có yêu cầu duy nhất là Dương Văn Minh phải thế chỗ tổng thống. Nhiều người không hiểu lý do tại sao lại như vậy. Cho nên sau này có người xếp Dương Văn Minh vào lực lượng thứ ba, là một thế lực đặc biệt có thể đàm phán với quân đội cách mạng. Ông lên tổng thống tất nhiên không thể di tản, cả gia đình đều được ông Minh sắp xếp ra nước ngoài trước, ngoại trừ vợ của ông muốn cùng ở lại. Vị tổng thống thất tha thất thểu nói một cách nặng nhọc, tôi đã đợi từ lâu để chuyển giao quyền lực cho ông. Tướng Minh chỉ tại vị được chưa đầy 72 giờ đã chấp nhận đầu hàng vô điều kiện và ngay lập tức lên đài phát thanh Sài Gòn đọc tuyên bố chính thức. Tướng Minh có 3 con, một gái, 2 trai và vài cháu nhỏ. Con trai ông sống ở Paris, còn con gái sống cùng cha tại California. Ban đầu ông bị quản thúc một thời gian ngắn rồi được chính quyền mới cho phép di cư sang Pháp đoàn tụ gia đình. Sau đó ông chọn qua Cali sống đến cuối đời và mất năm 2001. Con trai ông tên là Dương Minh Đức, được du học ở Pháp từ năm 1962. Ông tốt nghiệp kỹ sư ngành điện lạnh và sau này làm việc hãng Konica. Sau khi ông Minh mất, ông Đức nhiều lần trở lại Việt Nam. Ông rất vui vẻ với sự phát triển của đất nước. Trong lòng Dương Minh Đức luôn nhớ những lời của cha ông: mình có làm gì, đi đâu cũng phải nghĩ đến dân tộc. Cho nên trong lòng ông Đức, một người được hưởng nền giáo dục tiên tiến và có sự cởi mở của cha về dân tộc, ông luôn hướng về quê hương. Ông hay nói, ba tôi là người luôn chủ trương hòa giải, hòa bình dân tộc và ông đã bác bỏ ý kiến của một số người yêu cầu từ thủ Sài Gòn. Khi ông Đức đã thành danh, kỹ sư Dương Minh Đức cho biết ông có ý định trở về sống hẳn ở Việt Nam. Ông từng tham gia hoạt động làm từ thiện cùng nghệ sĩ ưu tú Kim Cương trong việc hỗ trợ máy vi tính cho chương trình đào tạo nghề cho người mù ở Xuân Thới Thượng Hóc Môn. Ông bày tỏ, cách tốt nhất giúp một người là phải cho họ có cái nghề tự lực. 2. Cao Văn Viên. Cao Văn Viên sinh ngày 11 tháng 12 năm 1921 tại Viêng Chăn, nguyên là một tướng lĩnh bộ binh của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cấp bậc đại tướng. Chức vụ tham mưu chiếm hầu hết thời gian của ông trong khi phục vụ trong binh ngũ. Đại tướng của Việt Nam Cộng Hòa có 5 người, Cao Văn Viên là một trong số đó. Ông Viên còn mở ra tiền lệ khác, trở thành một tổng tham mưu trưởng quân lực Việt Nam Cộng Hòa có thời gian nhậm chức lâu nhất, suốt 10 năm, thậm chí là muốn từ chức cũng không ai cho. Ông và Dương Văn Minh có hiềm khích với nhau, vốn ban đầu Nguyễn Văn Thiệu và Trần Văn Hương níu kéo ông vẫn cố gắng ở lại vì trách nhiệm. Nhưng khi mà Dương Văn Minh vừa thượng vị tổng thống, ông dứt khoát xin giải ngũ dù có ai thuyết phục đi chăng nữa. Có thể tóm tắt như sau, ông Viên tại vị tổng tham mưu trưởng lâu nhất, bị nhiều người phản đối nhất nhưng cũng là người ít tham vọng nhất. Ông chán nản với chiến tranh và binh nghiệp, không có lòng tạo phản nên thành ra 5 lần 7 lượt, Nguyễn Văn Thiệu giữ ông lại bằng được cho đến khi giải phóng. Khi Việt Nam kết thúc chiến tranh, Cao Văn Viên đem theo gia đình di tản đến Đài Loan sau đó sang Hoa Kỳ định cư. Thời gian cuối đời ông sống bình lặng ở viện dưỡng lão. Ngày 22 tháng 1 năm 2008, ông từ trần tại nơi định cư.
gia đình ông có hai người con là Cao Anh Tuấn và Cao Thị Phương Lan. Không may, từ nhỏ với sức khỏe yếu ớt nên người con trai của ông không bị chết yểu khi chưa trải qua được bao nhiêu năm cuộc đời. Bù lại cho sự mất mát của người con trai, con gái của ông là bà Lan Cao, hay còn gọi là Cao Thị Phương Lan, có cuộc sống thành đạt và khiến nhiều người ngưỡng mộ. Bà đến Mỹ khi vỏn vẹn 13 tuổi. Bà Cao nhận bằng BA ngành khoa học chính trị tại trường Mount Holyoke College năm 1983 và bằng tiến sĩ luật Juris Doctor của trường Đại học Luật Yale. Sau này bà đảm nhiệm là giáo sư môn luật kinh tế quốc tế tại Chapman University và còn hoạt động như một nhà văn với bút danh Lan Cao. Nhiều tác phẩm của bà nổi tiếng trên quốc tế như cuốn Monkey Bridge, Cầu Khỉ, 1997 và The Lotus and the Storm, Hoa Sen và Bão Tố, 2014. Những tác phẩm này chủ yếu kể về chiến tranh và những người di cư sang nước ngoài, được viết bằng tiếng Anh. Hiếm khi nào tác phẩm của người gốc Việt được Hoa Kỳ chọn in, cho nên tác phẩm này vốn được đánh giá rất cao. Dù cha là tướng Việt Nam Cộng Hòa nhưng Lan Cao lại rất tôn trọng chính quyền Việt Nam hiện nay. Những tác phẩm của bà cũng viết về chiến tranh từ những góc nhìn đa chiều, tường thuật. Những hậu quả chiến tranh cũng được kể từ góc nhìn rất khác. 3. Nguyễn Cao Kỳ. Nguyễn Cao Kỳ sinh ngày 8 tháng 9 năm 1930, mất ngày 22 tháng 7 năm 2011, là một tướng lĩnh không quân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cấp bậc thiếu tướng. Ông Kỳ từng là phó thủ tướng Việt Nam Cộng Hòa, cũng đã có thời kỳ trở thành phó tổng thống của chế độ. Nguyễn Cao Kỳ nổi tiếng là một tướng lĩnh không quân vô cùng bản lĩnh và niềm đam mê của ông là bay lượn trên bầu trời. Khi cuộc đảo chính Ngô Đình Diệm xảy ra, ông thuộc phe đảo chính, nắm quyền chỉ huy không quân, tạo áp lực buộc lực lượng trung thành với tổng thống Ngô Đình Diệm phải đầu hàng. Sau thời gian đó, quân đội Việt Nam Cộng Hòa chính là sân chơi mà Nguyễn Cao Kỳ có danh vọng vô cùng lớn. Song song đó, ông cũng là ủy viên trong Hội đồng Quân nhân Cách mạng. Ông Kỳ từng phát biểu tôi sẽ ở lại Sài Gòn và chiến đấu cho tới chết, những kẻ chạy theo Mỹ là hèn nhát. Tuy nhiên người tính không bằng trời tính, khi cuộc chiến không thể cứu vãn, Nguyễn Cao Kỳ lặng lẽ đi tới sân bay Tân Sơn Nhất và di tản ra nước ngoài. Bà phu nhân Tuyết Mai và con gái Nguyễn Cao Kỳ Duyên đã được đưa sang Honolulu từ trước trong chuyến bay quân sự cuối cùng của Mỹ cất cánh. Sáng ngày 29 tháng ông tự lái chiếc trực thăng UH-1 có cả tướng Ngô Quang Trượng đến thẳng Hoa Kỳ. Từ năm 2004-2008, sau khi sống tại Hoa Kỳ, ông đã 4 lần về Việt Nam với ý nguyện hòa giải dân tộc. Dù rằng hành động của ông vấp phải rất nhiều sự phản đối của người Việt hải ngoại, nhưng ông vẫn không thay đổi với quyết định của mình. Ngày 22 tháng 7 năm 2011, ông qua đời tại một bệnh viện ở Malaysia sau một thời gian lâm trọng bệnh. Thi hài của ông được hỏa táng, sau đó con gái ông là Nguyễn Cao Kỳ Duyên đem cho cốt của ông về Mỹ. Kỳ Duyên là một ca sĩ, luật sư và là người dẫn chương trình của cộng đồng người Việt hải ngoại, rất nổi tiếng với chương trình Paris by Night của Thúy Nga. Lúc ông trở về hòa giải, Duyên đã có dịp chia sẻ trên báo chí. Ban đầu cô cũng nghĩ về Việt Nam là gặp nhiều khó khăn lắm. Lúc ở sân bay bị chặn lại, Duyên cũng run trong lòng. Ai ngờ người ở sân bay vui vẻ hỏi cô là con gái của ông Thủ tướng Kỳ đúng không? Tôi rất thích nghe cô dẫn chương trình. Kỳ Duyên ngỡ ngàng nhưng cũng vô cùng hạnh phúc với sự đón nhận của quê nhà. Tuy rằng có nhiều sự khác nhau giữa Mỹ và Việt Nam, nhưng Duyên thành thật chia sẻ, cô không có khó khăn nào quá lớn cả. Hầu như mọi chuyện ở Việt Nam đều suôn sẻ. Khi cha cô về hòa hợp dân tộc, Kỳ Duyên cũng bị nhiều điều đứng khi bị hủy xô ở hải ngoại. Nhưng nhìn chung thì sau này mọi chuyện vẫn ổn. Cô pha trò thêm, dù có thể về sẽ bị các cô chú ở bên đó mắng đó, nhưng thật sự công việc của Kỳ Duyên ở Việt Nam vô cùng tốt. Người đẹp còn tham gia cả chương trình Sắc Tăng Việt Nam để gọi vốn cho start-up của mình. Nếu mọi người yêu thích những nhân vật trên, hãy bấm like, share và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé.